Mày. Hello. Hello, mic check. Can you hear me? Yeah. Okay. Hello. Hello, Trầm Lưu. Hello, Trầm Lưu. Nice to meet you. So then we have 5 students in our class. Okay. So let's wait 1 to 2 minutes to see if there are anyone who can join, and then we start, okay? Yes. Okay. Okay. Okay, so we start now. Can I ask everyone to unmute your microphone? Can you answer me? Yes, please. Yeah? Yeah. So, okay. All right, so first of all, I want to get to know everyone and your name.
and the name that you want me to call you. So who want to say first? Who want to say first? Yeah, I will say first. Mm-hmm. My name's Angang. I'm 30 years old now. I live in the Dakrang Kangchung city. Okay. But we live in a small village up the mountain. Okay. Hello, Angang. Okay. Nice to meet you. Nice to meet you too. Okay. And you? Yeah, hello, I am Yen Tzu. Yeah, my name is Yen Tzu. I'm 32 years old. Okay. Yeah. Okay, I live in the Kaohsiung city. Yeah, I live in the small town of the mountain, the same girl. Okay, hello. Nice to meet you. Nice to meet you too. Where do you live? I live in Bình Dương. Oh, wow. Okay. Glad to see you. Okay. So dear to me now. Oh, yeah. I live in the city. Okay, hello. Hey, hello, Chamlil. Yeah, I'm still. Yeah, my full name, Ahong. Ahong. Yeah. Yeah. I live in the Dutch village. And sit together. Okay. I'm 37 years old. Okay, nice to meet you too. Yeah, okay. Nice to meet you. Okay. So let's see another friend. Nehemi. Hello. Hi. My name's me. So just call me Mike or Micah. It's just okay. Okay, yeah. Mike or Micah. Okay. Okay. I'm a guy with whole Sứ and Ngưỡng, but I'm in the downtown, so. Oh, yeah. Okay, I see. Nice to meet you. Yeah, nice to meet you. Okay, next one, I can ask Thuy Lê. Hello, teacher. My name is Ngọc Thuy, and I'm 20 years old. I live in. Okay. Hello, nice to meet you. okay, our next friend, Hoàng Thơ. Yes, can you hear me? Yeah, I can hear you. Good morning, Miss Trump and everyone. My name is Hoàng Thơ. I'm currently living in Ho Chi Minh City. And I am Miss Hồng Đức assistant. So I just joined into the class occasionally. Okay, I see. Nice to meet you. Nice to meet all of you. Okay. And Bảo Võ, you would be our future teacher in the future, right? I would like to see what will be taught in the IELTS class. And I will decide later if I prefer the IELTS teaching or books reading class. Okay. It would be good that you can help me with the IELTS writing. Okay, we'll talk about it later. Yeah, we'll talk about it later. Okay. And then Nhớ Nguyễn. Hello, I'm a speaking assistant for my husband for this class. So I just joined to listen to you guys, your class. Thank you. Yeah, okay. I remember you with your husband taking the... Yeah. I was speaking, right? Yeah. Yes. Okay. Thank you. Okay, thank you. Yeah, so nice to meet you all. My name is Jam, and I'm living in the south of Vietnam, Bình Dương. And I will help you with the IELTS reading. Okay. So first of all, I want you to, I would like to introduce you about the, the IELTS reading format first. Okay.
So did anyone try to do the IELTS reading test before? I think no one. No one? I think no one. No one. No one? Okay. I'll introduce you now. So share screen. All right. Can you see my screen? IELTS Academic. Yeah. Yes. 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 Well. Okay. Let's talk about it briefly. So about the reading reading section format of the IELTS reading. So what does this consist of? So the IELTS reading test will last 60 minutes with 3 passages and 40 questions. Yep, and all answers must be written on the answer sheet. There will be no time to transfer answers from booklet to answer sheet. So what is the passages? Okay, in the material, the website material that I gave for you before, have you linked to that links before? Yes? Yes, I printed it. Yes, we have it. I remember in the first 2 links, I give you the links that you can test your, that you can have yourself tested with the IELTS test. So for example, this is the first link. Can you see it? IELTS Online. IELTSonlinetest.com. Can you see this website? I put it. I think this your slide just froze. Oh, okay, wait for me. You share. Okay, here. All right, can you see it now? The same screen with, yeah. Now yeah, the website, can you see it? Yes, we see it. Yeah, so when you click on the web, you can see a lot of mock tests. For example, when I click on the IELTS mock test 2021 February, there includes 4 tests for you: listening, reading, writing, and speaking. So you can test your 4 skill. For example, when I go to the reading test. So what are 3 passages? So this is 1 passage in the test, reading passage 1, like this. Is it long? Hello, can you see it? Yeah, we see it. Yeah, so this is 1 passage, for example, in the reading test. Okay, combined with these questions on the right, and then this is a passage number 2. Yeah, and then the passage number 3. So usually
So always, sorry, always, there will be three passages for you. And with the topics, will vary from a lot of topics. Let me share. All right, the text type and the topics may be sourced from books, journals, magazines, newspapers, or websites. But however, they would be sourced from with the source which are suitable for undergraduate and postgraduate level reading. And the questions would combine for each passages would combine from would include 2 to 3 tests and with 13 or 14 questions. And the task type would be varied from multiple choice, matching, to locating information, blah, blah, blah. And then you will know more in the next class sessions, okay? So you can see with the passage, so you can see with the reading passage like this, and the vocabulary is not like familiar to you, like the vocabulary when you use in speaking. It combines a lot of academic words, new words. You can see it? Hello? So you can see it? Yeah, we see it. Mm-hmm. Yeah, a lot of words, but it's not familiar to you. Right? Yeah. So in the course, it's not you jumped to the practice test at the beginning of the course. Instead, you have to learn vocabulary first. Okay? You have to learn vocabulary first. You have to expose yourself to the new vocabulary. You have to get familiar to those kinds of vocabulary. So in the very first lessons of the IELTS reading test, you will not practice right away to the IELTS reading test like this. However, you have you need to learn the vocabulary in the books that I gave you. Have anyone click and view the book that I sent you? Anyone? Yes, yes. I do. Yep. Okay. Okay, I open the book now. Wait for me a minute. Sorry, give me some minutes.
All right, so here's the book. Anyone, has anyone got the book printed or you just have it as a PDF file? I just print it out. Okay, okay. So you all get it as an electronic version, right? Yeah. So. I printed it out already, miss. Oh, okay, good, good. If you can print it out, it's very good. Okay. Yeah. Sorry, and, I'm not printed again because... Okay, okay. All right, all right. So we get a solution for those who cannot bring it out. So you can... so after each lessons, can you please go back to our recording of the class and then see what the words we learned today, and then you can highlight it again on your electronic version, and you have to review it more. Okay. However, with those who are already printed the book out, you can highlight it and then note it on the book. Is very good for your study progress, and you can take the book with you to everywhere to review the vocabulary. Okay? Yeah. All right. Okay. So in this book, there are 10 units, and then in each unit, there are 3 passages for you to learn. And then our goal in each week would be learn 2 passages. We'd combine 40 words. So then in each session for every week, you have to learn 40 words, 40 new words. So that's our goal, okay? Yes. Got it. 40 new words, all right. And I want to talk to you first about how we learn. All right. So let's look at this. So first of all, we look at the first passages and its topic. Teacher, yeah? I think your slide's still frozen. Oh, my slide's frozen. So what are you seeing now? The book or the PowerPoint slide? The desktop on the, outside the desktop with the file of Barrett 39. Oh, you don't see the, okay, I'll check it now, sorry. How about now? No? Not yet, no, not yet. Okay. Still see the desktop. Okay. How about now? Right. Got it. We saw it. Okay, all right. So unit 1, the natural words. So you can see there will be 20 words for you to remember. However, if you learn 20 words, like single word to single word, it would be like effective for you to remember because it's really not linked to each other. And you can remember today, but in next week, you won't remember anymore because it's not linked to each other. So that's why we have to learn it through a passage like this. It has meaning, it has story. So when you remember it, you remember the story to link with and link the word with each other and make the meaning. Okay, so you will remember the word more. And we talk about our learning method. May I ask if can I use the Vietnamese in our learning?
I can explain. You can use Vietnamese. Yeah. Okay. Các bạn ơi, đối với bài thi IELTS đó, thì khi các bạn practice speaking hay là writing hay là listening thì cái việc nói tiếng Anh đó, nó cũng rất là quan trọng. Nếu các bạn có thể nói xuyên suốt đối với tiếng Anh, nhưng mà đối với reading trong một thời gian ngắn như vậy mà khi các bạn làm bài á, thì kỹ năng làm reading thì chỉ làm trong não thôi, trong brain thôi, chứ không có đọc ra tiếng. Ok. Và nó được chứng minh là khi các bạn học reading á, học bằng cái cách truyền thống, nó sẽ hiệu quả cho các bạn hơn. Tại vì khi các bạn làm bài, các bạn nghĩ trong đầu á, thì các bạn thường nghĩ bằng tiếng Việt chứ không có bằng tiếng Anh. Các bạn nhìn chữ, khi làm bài các bạn sẽ nghĩ bằng tiếng Việt. Cho nên là khi các bạn đọc khi các bạn đọc bài thi trên giấy á, thì các bạn sẽ đọc bằng tiếng Anh. Nhưng mà khi các bạn nghĩ trong não để bạn tìm câu trả lời á, thì thường có xu hướng các bạn sẽ dịch ra tiếng Việt, nó sẽ dễ hiểu. Thì nó như vậy. Cho nên là đối với cách học reading thì nó thường được recommend là các bạn nhớ nghĩa của cái từ các bạn học qua tiếng Việt, nó sẽ lẹ hơn. Nó sẽ lẹ hơn các bạn hiểu nghĩa của từ tiếng Anh bằng tiếng Việt. Các bạn có hiểu ý mình không? Có nghĩa là các bạn học từ mới nhưng mà các bạn phải nhớ nghĩa tiếng Việt của nó, thì các bạn khi làm bài reading các bạn mới làm nhanh được, và các bạn mới dịch nhanh được. Cho nên trong khi học reading này thì mình có xu hướng sẽ giải từ vựng cho các bạn, và theo cách nhớ là lồng vô bài, lồng vô một bài cho các bạn nhớ cái câu chuyện đó bằng tiếng Việt, nhưng đến những cái từ keyword thì các bạn sẽ nhớ nó bằng tiếng Anh, và các bạn liên lại với nhau. Các bạn có hiểu ý mình không? Ví dụ nha, ví dụ các bạn học từ mới, nó rời rạc như thế này nè. Ví dụ cái từ này là từ first one, nó là aquatic. Aquatic nó là gì? Nó là tính từ ở dưới nước. Sau đó cái từ thứ hai các bạn lại học là từ array. Từ array là từ rất nhiều, thường nó sẽ ghép với từ hàng hóa. Sau đó từ thứ ba các bạn sẽ học từ bảo vệ, từ defense. Nếu các bạn cứ học riêng lẻ như vậy thì kết hợp lại các bạn sẽ không nhớ, không nhớ gì hết. So that's why các bạn bỏ một câu chuyện như thế này. Cái bài reading này nó nói về environmental impact of logging, là tác động môi trường của cái việc khai thác gỗ. Thì các bạn sẽ học từ thứ nhất nè. Các bạn nào có bút highlight thì sẽ về highlight những cái từ này lên. Nếu cái từ nào các bạn cần ghi chú, các bạn có thể ghi chú lên cái từ đó. Bây giờ từ thứ nhất mình sẽ học là từ logging, right? Thì mình sẽ đọc khai thác gỗ. Khai thác gỗ là gì? Khai thác gỗ là logging. Khai thác gỗ nó có thể sản xuất ra một loạt hàng hóa. Các bạn sẽ học tiếp từ array of products, và mình sẽ đọc liên tiếp cái câu chuyện như vậy. Mình sẽ có nguyên, các bạn sẽ nhớ trong đầu thành nguyên một cái câu chuyện và để ghép những cái từ này vô. Và đó là cái cách các bạn có thể nhớ từ. Chứ nếu mà học từ rời rạc, hôm nay các bạn nhớ, các bạn có thể ráng ép cho bản thân các bạn nhớ, nhưng về sau các bạn sẽ quên hết, không nhớ gì hết. Mình đảm bảo như vậy luôn. Cho nên that's why đó là học theo câu chuyện như vậy. Các bạn có hiểu ý mình không? Dạ rõ. Yeah, okay. That's a good way. Yeah. And I find this one very effective, at least for me in my studying process. And I did try, and it's very effective. And in the reading test, I see a lot of words in this book, and I remember, and I link with the story. I remember, and I remember the meaning right away. It's not really hard. Okay. Yeah. So đối với reading, yeah, đối với reading thì mình sẽ học theo cách này và nó rất là hiệu quả cho mình. Yeah. Right. Vậy bây giờ mình học từ mới ha. Okay. We learn how to read the new words. In the book you have, in the PDF file you have, there's no word transcription for you, so I put it here for you. Các bạn có biết đọc qua phiên âm quốc tế không? Các bạn có biết đọc phiên âm quốc tế không? Dạ, có biết một chút nhưng mà không có đảm bảo là chính xác được 100%. Ok, không sao. Mình sẽ nhắc các bạn theo từng từ như vậy để các bạn nhớ nhiều. Rồi, và cái definition ở trong đây nó ghi nó giải bằng tiếng Anh. Cho nên các bạn, và nó sắp xếp lộn xộn nữa, cho nên tùy một cái, nếu các bạn có sách đó thì các bạn lấy viết, các bạn nối lại nghĩa với nhau.
Ok. Hoặc là các bạn ghi chú nó ghép với cái nghĩa gì. Rồi. Thì cái bài này nó, cái cuốn sách này nó cho các bạn thêm một bài tập nữa. Trong lúc đầu học từ vựng là các bạn phải nhớ, phải nói từ, phải nói từ lại. Ok, rồi vậy từ đầu tiên mình học ha. Nên nhanh thì mình nói luôn. Từ một aquatic. Các bạn đọc theo mình được không? Aquatic. Ok, aquatic. Aquatic. Ok, aquatic nó có nghĩa là ở dưới nước, nó là tính từ ở dưới nước. Thì nào, ok, here, living in the water. Nó ghép với y nha. Ghép với y nha các bạn. Rồi. Nếu các bạn nào biết nghĩa của từ này có thể nói lên cho mình luôn. Ok, và nói cho các bạn luôn là cái gì. Okay. Living in the water. Okay, living in the water. All right, remember aquatic. So one more time, aquatic. 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 Okay, các bạn phải đọc, các bạn mới nhớ nha. Okay, the number two, array. 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 Okay. Array nó có nghĩa là một loạt đó các bạn. Nghĩa là nhiều á. Many, numerous. Here. P. Cái với P ha. Ok. Đó, những cái từ lạ như thế này, nếu các bạn không bổ sung như reading, người ta không có dùng những cái từ many ở đó đâu. Nó sẽ thay bằng những từ như thế này nè. Thì các bạn sẽ không nhớ từ. Cho nên là mình phải nạp vô những từ mới dùng trong reading. Alright. So, second one. Array. Array. Okay. Next one. Array. Defense. Defense. Các bạn nào biết defense là gì không? Defense. Defense nó có nghĩa là bảo vệ đấy ha. Defense. Protection. J. Yeah. Protection là bảo vệ đó. J. Next one. Number four. Deforestation. Deforestation. One more time. Deforestation. Deforestation. Yeah. Các bạn nào biết deforestation là gì không? M. 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 Yes. Oh yeah, yeah. That's right. M. Okay. The remove trees from a large area. Nó tàn phá rừng này ha. Nạn tàn phá rừng. Okay. Next one, environments. Từ này quá quen thuộc rồi bạn ha, mình qua nha. Environments. Okay, the number six, erosion. Erosion. One more time, erosion. Erosion. Yeah, erosion nó có nghĩa là. Cái nào các bạn? D. Yeah, đúng rồi. D ha, sự xói mòn. Alright, sự xói mòn. Erosion. D. Erosion. Erosion. Okay. Erosion. 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 Okay, one more time. Erosion. Erosion. Yeah. Number seven, extend. 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 Extend có nghĩa là. What the meaning? Extend có nghĩa là mở rộng ra các bạn ha. Mở rộng ra. Mở rộng ra, nằm ở B ha. Ok, number 8, fail. 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 Alright, các bạn nhìn fail, các bạn tưởng nó là quá khứ của fall, là từ rơi xuống, hoặc ra nó không phải, từ này là từ nguyên mẫu của nó luôn. Fail nghĩa là chặt đốn hạ cây đó bạn. G, G ha. G, đốn hạ cây đó. Cái này động từ đốn hạ cây. Alright, number 9, habitat. Habitat. One more time, habitat. Habitat. Okay, habitat. Nó có nghĩa là. Nó có nghĩa là. Môi trường tự nhiên. Yeah, môi trường tự nhiên. Sống. The natural world. All right, number 10, impact. Impact. One more time, impact. Impact. Yeah, impact có nghĩa là. Từ này cũng quen thuộc nè. Từ này cũng quen thuộc. Impact có nghĩa là strong effect ha, sự ảnh hưởng á. Okay. X, inhibit. Inhibit. One more time. Inhibit.
Inhibit. Okay. Inhibits có nghĩa là? Inhibit. Inhibit có nghĩa là gì đấy các bạn ơi? Inhibit nó cũng nghĩa là cũng là ngăn chặn ha. Inhibit là ngăn chặn. Hey. Okay. Next one. Intercept. Intercept. One more time. Intercept. 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 Okay. Intercept là nghĩa là chặn đứng ha. Chặn đứng nó lại. To catch. S. Next. Logging. 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 One more time. Logging. Logging. Yeah, logging. Logging là sự khai thác gỗ các bạn ha. Khai thác gỗ. Khai thác gỗ đâu rồi? N. Yeah. Yeah, okay. N. Next. Myriad. 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 One more time. Myriad. 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 Myriad nó có nghĩa là nhiều, là vô số ha. Tập thi. Okay. Cô xin lỗi các bạn, cái từ array á, nó cũng có nghĩa là nhiều, nhưng mà nó nhiều hơn nghĩa là a large number collection. Các bạn sửa giùm tôi nha. Cái này là C nha. Array là C á, not B. Okay. Next, nutrient. Number 15. Nutrient. Nutrient. Nutrient từ này cũng quen thuộc nè, từ này có nghĩa là gì các bạn ha? Nutrient. Nutrient có nghĩa là yeah, chất dinh dưỡng. Chất dinh dưỡng nó nằm ở số T. No. Okay. Okay. Next, number 16, pollution. Pollution. One more time. Pollution. Pollution. Mà từ này quá dễ rồi, sự ô nhiễm. Okay, next. Stabilize. Stabilize. One more time. Stabilize. Stabilize. Stabilize có nghĩa là làm ổn định ha, giữ nó lại đó. So, that is keep from changing and maintaining. Năm cái R đó ha. Rồi, next one. Terrestrial. 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 One more time. Đúng rồi, terrestrial. Terrestrial. Terrestrial nghĩa là ở trên cạn, ở trên mặt đất. Hồi nãy mình cái nước là aquatic, thì mình có từ terrestrial là từ ở trên cạn. Okay. F. X. Number 19. Vanish. 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 Đúng rồi, vanish. Các bạn nhớ âm cuối nó sờ mạnh ha. Vanish. Vanish. Vanish có nghĩa là biến mất. Disappear. Oh. Okay. And the last one. Vegetation. Vegetation. Yeah, vegetation. 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 Đúng rồi. Shen cũng đúng là sờ mạnh luôn á. Shen, shen, shen. Vegetation. Vegetation là thảm thực vật các bạn. Action. Rồi, thảm thực vật á. Mình cứ tưởng, mình cứ nhìn, mình cứ nghĩ nó ăn chay, nhưng mà nó là thảm thực vật đó ha. Vegetation. Vegetation. Yeah. Vegetation. Okay, bây giờ vô bài nào, mình sẽ học cách làm sao để nhớ những cái từ này thành một cái hệ thống ha, chúng có nhớ rời rạc gì nữa, rất là khó nhớ. Okay. Rồi bạn nào mà đã in sách ra rồi á, mình có thể highlight những cái từ cô sẽ nói sau đây lên để mình dễ học hơn. Dễ học hơn, mình có thể ghi chú vô. Rồi, bạn nào chỉ có file PDF thì mình ráng một chút xíu mình quay lại cái file PDF của mình highlight những cái này lên cũng học như vậy luôn. Rồi, bài này nói về khai thác gỗ. Đầu tiên mình có từ, mình có bài highlight theo cô ha, bạn nào mà có highlight. Rồi, từ đầu tiên ngành công nghiệp khai thác gỗ, logging industry, mà đọc lại theo cô ha. Logging industry. Logging industry. One more time. Logging industry. Logging industry. Logging industry là ngành khai thác gỗ. Ngành khai thác gỗ thì nó sản xuất ra rất là nhiều hàng hóa. Mình có từ rất là nhiều hàng hóa ha. Array of products. Array of products. One more time. Array of products.
Array of products. Đúng rồi, các bạn cứ đọc tự đọc lên, tự đọc nhanh lên cũng được nữa. Array of products. Array of products. Okay. Vậy mình có ngành khai thác gỗ sản xuất ra nhiều hàng hóa, thì mình có ngành khai thác gỗ là logging. Industry. Nhấn vần một. Industry. Rồi sản xuất ra nhiều hàng hóa. Nhiều hàng hóa là ở Array of products. Đúng rồi. Rồi. Và cái việc này thì nó dẫn tới môi trường bị biến mất ha. Môi trường biến mất mình có từ habitat loss. Habitat loss. One more time. Habitat loss. Habitat loss. Okay. Và cái sự mở rộng rừng này nè, mở rộng khai thác như vậy nè, mở rộng là extend. Extend. One more time. Extend. Extend. Okay. Mở rộng cái việc này ha. Nó mở rộng này thì nó dẫn đến cái việc là đốn hạ rất là nhiều cây. Đốn hạ, việc đốn hạ là felling. Felling. Okay. Việc mở rộng này nó dẫn đến đốn hạ rất là nhiều cây. Mở rộng là extend. Extend. Okay. Đốn hạ là fell. Felling. Okay. Rồi bây giờ các bạn thử đừng có nhìn cái bài này và nhìn lên thôi. Nhìn lên cô. Okay. Nhìn lên đây ha. Đừng nhìn vô bài nữa. Cô hỏi lại thử có nhớ không nha. Rồi mình có từ khai thác gỗ. Khai thác gỗ là gì vậy bạn? Logging industry. Đúng rồi, logging industry khai thác gỗ, nó sản xuất ra rất là nhiều hàng hóa. Rất nhiều hàng hóa là array of products. Đúng rồi, array of products. Nó dẫn đến môi trường biến mất. Môi trường biến mất là gì vậy bạn? Habitat loss. Đúng rồi, loss. Và cái việc này nó mở rộng cái việc đốn hạ cây đó. Mở rộng là extend. Ok, việc đốn, chặt đốn hạ cây. Việc đốn hạ cây là fell. Đó, đúng rồi, đó là cách các bạn sẽ học đó, sẽ nhớ những từ theo hệ thống như vậy đó. Ok. Rồi. Tiếp ha. Ok, và nó làm mất chất dinh dưỡng, và cái việc này nó làm mất chất dinh dưỡng của cây ha. Mình có từ chất dinh dưỡng là nutrient. Nutrient. Một xài nutrient. Nutrient. Ok. Rồi, highlight từ nutrient lên. Ok, nutrient. Nutrient. Ok, và nó từ từ những cái việc này nó cũng dẫn đến sự biến mất của cả thực vật trên cạn và dưới nước luôn. Mình có từ trên cạn terrestrial. Ok, và dưới nước aquatic. Ok, và biến mất vanish. Ok, rồi lại ha, và nó dẫn đến việc biến mất của thực vật trên cạn và dưới nước luôn. Biến mất là vanish. Trên cạn là terrestrial. Đúng rồi, terrestrial. Dưới nước là ở aquatic. Ok, tiếp. Rồi, okay. Mình có học từ mình nói về rừng mưa nhiệt đới này ha. Rồi, rừng mưa nhiệt đới, bạn nhìn dòng thứ hai đó ở cái đoạn bi nha. Rồi, rừng mưa nhiệt đới là nhà của rất là nhiều loài thực vật. Mình có từ rất nhiều, vô số, myriad. One more time, myriad. Myriad. Đúng rồi, vô số. Rồi, lại bạn ha, rừng mưa nhiệt đới là nhà của vô số các loài thực vật. Vô số, myriad. Myriad. Ok. Rồi, bạn nhìn cho cô dòng thứ tư ha. Mình có từ canopy là tán lá đó. Mình học này. Canopy là tán lá. Rồi, tán lá nó giúp cái gì? Nó giúp chặn dưới đây nè. Canopy nó giúp chặn đứng những cái dòng rửa trôi bằng cách chặn đứng mưa lớn hằng ha. Nó giúp bảo vệ bằng cách chặn đứng những cơn mưa lớn, chặn đứng intercept. Intercept. One more time, intercept. Intercept. Đúng rồi, những cái tán lá nó chặn đứng những con mưa lớn. Tán lá, canopy. Canopy. Đúng rồi, sorry. Canopy. Canopy. Rồi, chặn đứng intercept. Intercept. Đúng rồi, những cơn mưa lớn ha. Và nó giúp ổn định lại cái rễ. Rồi nhìn cho con ổn định. Stabilize.
Stabilize. One more time. Stabilize. Stabilize. Đúng rồi, và nó chống lại xói mòn. Xói mòn. Erosion. Erosion. One more time. Erosion. Erosion. Mình nói lại ha. Cái tán lá nó chặn đứng những cơn mưa lớn. Tán lá. Canopy. Canopy. Rồi chặn đứng. Intercept. Intercept. Chặn đứng những cơn mưa lớn. Ổn định lại rễ. Ổn định lại đất. Ổn định. Stabilize. Stabilize. Rồi và giúp chống xói mòn. Erosion. Erosion. One more time. Erosion. Erosion. Rồi, ok. Đâu rồi, không nhìn sách nữa. Ngước lên hỏi lại ha. Rồi. À, rừng mưa nhiệt đới là nhà của vô số các loài thực vật. Vô số là mía. Myriad. Đúng rồi, lại myriad. Myriad. Rồi, cái tán lá nó chặn đứng những cơn mưa lớn. Tán lá là? Canopy. Đúng rồi, chặn đứng là? Intercept. Đúng rồi, intercept. Rồi và ổn định lại đất, ổn định là stabilize. Đúng rồi, và nó chống xói mòn là erosion. Yeah, erosion, đúng rồi. Ta ghép lại từ rồi từ đầu hỏi lại các bạn từ đầu luôn nha, từ đầu luôn. Ngành công nghiệp khai thác gỗ là gì vậy các bạn? Ngành công nghiệp industry. Đúng rồi, logging industry. Nó sản xuất ra một loạt hàng hóa, một loạt hàng hóa là ở array of products. Array of products. One more time. Array. Array of products. Array. Và nó dẫn đến môi trường biến mất. Môi trường biến mất là habitat loss. Đúng rồi, và cái việc mở rộng đốn hạ cây mở rộng là extend. Đúng rồi, đốn hạ cây đốn hạ là fell. Felling. Đúng rồi, là nó làm mất chất dinh dưỡng ha. Chất dinh dưỡng là Nutrient. Ok, và nó dẫn đến sự biến mất. Nó dẫn đến là thực vật trên cạn dưới nước biến mất. Trên cạn là Terrestrial. Đúng rồi, ráng nhớ đây bạn. Đừng nhìn sách, ráng nhớ thử coi. Terrestrial. Dưới nước là Aquatic. Rồi, biến mất là Vanish. Đúng rồi, vanish. Rồi, tiếp. Rừng mưa nhiệt đới là nhà của vô số các loài sinh vật. Vô số là Myriad. Rồi, tán lá nó chặn đứng các chợ dòng mưa đó. Tán lá, bạn ha. Tán lá. Canopy. Yeah, canopy. Rồi, chặn đứng. Chặn đứng là Intercept. One more time. Intercept. Intercept. Ok, và giúp ổn định lại đất ha, ổn định. Stabilize. Đúng rồi, và chống xói mòn là erosion. Ok, that's one, tiếp. Rồi, bạn nhìn đoạn C. Rồi, ở dọc bờ sông, bờ suối nó có mấy cái thảm thực vật đó bạn. Thảm thực vật là vegetation. Rồi, highlight từ này lên. Bờ sông, bờ suối, nó có cái thảm thực vật. Thảm thực vật là vegetation. Vegetation. Đúng rồi, vegetation, thảm thực vật. Vegetation. Rồi, bạn lại ha, dọc bờ sông, bờ suối nó hay có mấy cái thảm thực vật. Thảm thực vật là vegetation. Rồi, bạn nhìn nhầm thứ ba nè, nó nói về cái tree shade. Cái bóng cây á, nó giúp ngăn cản sự phát triển của tảo. Alg là tảo ha. Rồi, ngăn cản sự phát triển của tảo. Ngăn cản là inhibit. Inhibit. Yeah, one more time. Inhibit. Inhibit. Rồi, ok. Next. Rồi, rồi nhìn bạn đi luôn ha. Rồi, cây á, thì nó cung cấp lại sự bảo vệ tự nhiên. Mình có từ bảo vệ tự nhiên. Natural defense. Natural defense. Yeah, that's right. Natural defense. Natural defense. Rồi, ok. Sự bảo vệ tự nhiên chống lại sự ô nhiễm ha. Chống lại sự ô nhiễm pollution. Pollution. One more time. Pollution. 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 Ok. Rồi, đọc lại nữa ha. Bạn ơi, dọc bờ sông bờ suối nó có cái thảm thực vật. Cái thảm thực vật là gì vậy bạn? Vegetation. Đúng rồi. Vegetation. Rồi cái bóng. Đúng rồi, cái bóng cây á, nó ngăn cản sự phát triển của tảo. Ngăn cản là gì vậy bạn?
inhibit. Đúng rồi, inhibit. Inhibit. Đúng rồi. Các cây á, nó cung cấp sự tự nhiên chống lại sự ô nhiễm. Sự bảo vệ tự nhiên là natural defense. Đúng rồi, đúng rồi. Ok, good, good. Natural defense. Natural defense. Rồi, sự ô nhiễm là pollution. Pollution, đúng rồi. Ok. Pollution. Bạn nhìn bạn rồi, bạn nhìn bạn Ti ha. Rồi, mình có cái bạn phá rừng á. Cái ảnh hưởng của nạn chặt phá rừng thì nó rất là lớn ha. Mình có sự ảnh hưởng của tàn phá rừng, deforestation impact. Deforestation impact. Phải ha, tàn phá rừng, deforestation. Deforestation. Okay, nó ảnh hưởng, impact. 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 Okay, deforestation impact. Deforestation impact. Đúng rồi. Cái từ impact đó các bạn. Cái từ impact, cái danh từ sự ảnh hưởng là đọc impact, nhưng mà động từ ảnh hưởng nó là impact nha. Nhấn vần 2, đổi vần lại. Danh từ là impact, động từ là impact. 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 Các bạn không hiểu, bạn hỏi khỏi cô liền nha. Cái từ impact, sự ảnh hưởng, yeah, danh từ đọc là impact, vần 1. Nếu mình dùng nó dạng động từ thì mình sẽ đọc là impact. Impact. Ok. Ok, ok. Rồi. Deforestation impacts. Deforestation impacts. Rồi các bạn ơi, các bạn nhìn sơ lại từ trên xuống dưới một lần nữa. 5 giây xong mình không nhìn sách, không nhìn tập nữa. Mình tự nhìn. Thử nha. Nhìn từ trên xuống dưới một xíu nữa. Nhìn từ trên xuống dưới 5 giây. Rồi, hỏi lại nha. Terrestrial and aquatic. Terrestrial and aquatic. Your industry, array of products, habitats lost, failing, nutrients, terrestrial and aquatic, myriad, canopy, intercept. Okay, okay. Vegetation. Rồi, thử nha, thử nha bạn, thử không không nhìn sách, không nhìn bất cứ gì nha, tự nhớ nha. Rồi câu hỏi nè. Rồi mình có ngành công nghiệp khai thác gỗ là gì vậy bạn? Logging industry. Đúng rồi, sản xuất ra rất là nhiều hàng hóa. Rất nhiều hàng hóa là array of products. Đúng rồi, dẫn đến môi trường biến mất. Môi trường biến mất là habitat loss. Đúng rồi, việc mở rộng khai thác gỗ, mở rộng là extend. Nó dẫn đến sự chặt đốn hạ cây. Chặt đốn hạ cây là failing. Yeah. Đúng rồi, làm mất chất dinh dưỡng. Chất dinh dưỡng là nutrients. Đúng rồi, và dẫn đến biến mất động vật trên cạn dưới nước. Trên cạn là terrestrial. Rồi dưới nước là aquatic. Biến mất là vanish. One more time, vanish. Vanish. Okay. Các bạn phải nhớ đọc lớn lên mình mới nhớ được cái từ nha. Nhớ đọc lớn lên. Vanish. 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 Okay. Rồi, rừng mưa nhiệt đới là nhà của vô số các loài sinh vật. Vô số là myriad. 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 Cái tán lá nó chặn đứng lại cái dòng mưa lớn đó. Tán lá là canopy. Canopy. Canopy, rồi chặn đứng là chặn đứng. Intercept. Đúng rồi. Intercept. Đúng rồi, lại intercept. 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 Tán lá chặn đứng lại, nhớ hai từ đi chung nhau, tán lá là khác. Canopy. Rồi chặn đứng là intercept. Rồi nó làm ổn định lại lớp, ổn định là làm ổn stabilize. Định là stabilize, that's right. Rồi, và chống xói mòn. Xói mòn là erosion. Đúng rồi, tiếp. Dọc bờ sông, bờ suối nó có cái gì vậy các bạn? Vegetation. Vegetation. One more time. Vegetation. Vegetation. Vegetation, not vegetable, okay? Vegetation. Rồi, cái bóng cây á, nó ngăn cản sự phát triển của tảo. Ngăn cản là inhibit. 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 Inhibit nha, inhibit. Okay.
Rồi tiếp tục, mình có sự bảo vệ tự nhiên chống lại ô nhiễm đó. Sự bảo vệ tự nhiên là gì đấy bạn? Natural defense. Rồi sự ô nhiễm, sự ô nhiễm là pollution. That's right. Rồi mình có tàn phá rừng, nó ảnh hưởng rất là nhiều. Nạn tàn phá rừng là deforestation. Đúng rồi, là deforestation. Deforestation. Đúng rồi, ảnh hưởng. Ảnh hưởng là impact. Impact, đúng rồi, impact. Ok, rồi. Đó, các bạn có qua một lần, các bạn có nhận thấy mình nhớ từ nó hệ thống không? Nó dễ nhớ hơn, các bạn học rời không? Dạ đúng rồi, nhớ nhiều hơn. Yeah, that's right. Cái đó, cái này là cái bản chất của các bạn. Nó sẽ giúp các bạn nhớ từ rất là kỹ. Ok, và sau này bạn nhìn lại cái này á, bạn nhớ hơi, bạn sẽ nhớ trong cái bài nào, xong rồi bạn sẽ link cái story, bạn sẽ từ từ nhớ là cái từ này rất là dễ luôn. Rất là dễ hơn so với từ học từ R rất là nhiều. Rồi, 20 từ ha. Rồi, 20 từ nữa. Mỗi buổi mình sẽ học 2 bài như vậy. Nhưng mà trước khi qua bài mới các bạn, cái cuốn sách này nó cho các bạn work for, work form của work family của những từ rất nhiều, các bạn nhìn sơ qua ha. Rồi, family. Rồi các bạn nhìn cho cô Trang cuốn sách đó, trang 13 nè. Nó có cho word family của những từ này á. Các bạn có thấy màn hình cô share không? Dạ thấy rõ. Rồi ok. Rồi, mình có từ defense nè các bạn. Defense. Đó, ha, sự bảo vệ. Defense, S-E, rồi defender là người bảo vệ. Defender là người bảo vệ, rồi người cái gì? Yeah, người bảo vệ. Defender, then mình có từ động từ của nó bảo vệ là defend. Bạn ha. Defend. Bạn nhìn những từ này cho quen để khi nào khi nhận ra ha. Defense, defender and defend. Defend. Bạn đọc nhắm hay là được rồi. Tiếp mình có từ môi trường, environment. Environment. And then tính từ của nó là environmental. Environmental. Đúng rồi, nhấn phần 3 ha. Bạn nào mental. Các bạn có thể nhấn phần lấy bút ghi chú không? Environmental, tính từ môi trường ha. Trạng từ của nó là environmentally. Environmentally. Đúng rồi, environmentally. Mental, chứ phải là mental hả các bạn ha. Environmental. Ok, next mình có từ erosion. Erosion là gì bạn nhớ không? Erosion. Xói mòn. That's right, và động từ xói mòn ha. Erode. Gì hay các bạn ha? Erode. Rồi, tiếp tục mình có từ mở rộng nè. Mở rộng mình có đọc danh từ của nó là extent. T ha. Extent. And then verb mình có extend. Rồi, tính từ của nó là lớn, cái gì nó lớn đó, extensive. Ok. Extensive. Thay vì mình nói từ lớn là từ big, thì thường reading người ta sẽ không có dùng từ big, tại vì nó hơi nói trong văn thường á, thường trong reading nó dùng những cái từ này, người ta sẽ dùng từ extensive. Sau này các bạn extensive. Rồi, trạng từ của nó adverb, extensively. Ok. Ok, next. Rồi, pollution, danh từ là sự ô nhiễm. Ok, mình có pollutant, là gì các bạn biết không? Pollutant, danh từ của nó. Chất gây ô nhiễm. Đúng rồi, chất gây ô nhiễm ha. Nên động từ của nó là pollute, làm ô nhiễm. Rồi, next. Mình có từ ổn định ha. Stability. Ok. Các bạn thường thấy những cái từ mà nó có âm đuôi et cuối, thường nó nhắn cái âm đằng trước nó đó. Mình sẽ đọc là stability ha. Rồi động từ của nó là stabilize, nhấn lại âm một. Ok. And then adjective của nó là stable, ổn định. Ok. Các bạn làm thử cái bài tập trong đây, người ta cho thử thôi. Điền nè, cái bài này các bạn. Ok, mình có modern industry has caused damage to our natural habitat. Natural habitat cũng đúng luôn, nhưng mà cái này nó kêu mình chọn từ những từ này ha, các bạn thử chọn ra những từ này. Ok, habitat cũng đúng luôn á.
mà đây nó chọn nè, nó chọn what family của tôi, environment. Các bạn chọn từ nào đúng? Environment. Đúng rồi, tại vì natural là tính từ ha. Rồi tiếp nè. The air and water are filled with. Rồi, không khí và nước thì được lấp đầy bởi. Đầy đẩy những cái gì ha? With một cái. Pollution. Danh từ nha các bạn. Đúng rồi, mình có hai cái danh từ pollution với pollutant, nhưng mà pollutant các gây ô nhiễm nó hợp hơn ha, pollutant. Okay, and then next, one result of this is acid rain. Acid rain là mưa. Mưa acid. Đúng rồi, mưa acid, which has caused, mà gây ra cái gì đó, damage. Damage như thế nào vậy bạn? Damage, damage là... Đúng rồi, damage extensive có nghĩa là sự gì lớn đó, sự phá hủy rất là lớn ha. Đối với vegetation, đối với thảo thực vật là bạn, không phải là đối với rau nha, mình dịch là đối với thảo thực vật ha. Rồi, next, when large amounts of vegetation die off, environmental loses. Nó mất đi cái gì vậy bạn ơi? Nó mất đi cái gì rồi? Number four, loses. Stability. Yes, stable or stability. Mất một cái gì đó, danh từ ha, stability. Đúng rồi, stability, sự ổn định. And then số 5, it start to, nó bắt đầu bởi cái gì đó, khi mà không có cây để giữ đất. Erode. Đúng rồi, it start to erode. Đúng rồi, erode. Sẽ màu ha, rồi xong đó, it leads to, nó dẫn đến myriad problem. Này các bạn nhìn ha, myriad problem, không có dùng many, không có dùng a lot of nữa. Thường nó có xuất hiện những cái từ mới ha, myriad problem, rất là nhiều vấn đề. Including water pollution, habitat loss, and then number 6, blah 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 of wildlife, what hard, cái gì đó của môi trường hoang dã vậy bạn? Defenses đúng hơn ha, sự bảo vệ của môi trường tự nhiên á. Ok, rồi thì nó là như vậy. Thì trong cuốn sách này có rất là nhiều bài tập, các bạn có thể ôn tập rồi làm ha. Ở đây cũng có một bài nữa nè, thì các bạn có thể tự làm. Ok. Dạ. Yeah. Một cái passage như vậy. Ok, vậy rồi bây giờ mình qua cái passage number 2. Rồi, mình học bài 2, bird migration. Bird migration. Các bạn nào biết migration là gì không? Di cư. À đúng rồi, sự di cư ha, sự di cư. Sự di cư, birds migration là sự di cư của chim. Loài chim. Ừ đúng rồi, sự di cư của loài chim. Rắn, mấy cái bài này bạn học riết các bạn có kiến thức tự nhiên nó hay lắm á. Rồi bây giờ mình đọc từ mới cho các bạn. Bài từ đầu tiên, aspects. Aspect. One more time, aspect. Yes. Aspect. Đúng rồi, các bạn nhiều bạn đọc từ này là bạn nhiều bạn đọc từ này là aspect đó. Nhớ đọc lại nha bạn. Nhấn phần 1. Aspect. Aspect. Đúng rồi, aspect có nghĩa là gì ha? Khía cạnh góc độ. À đúng rồi, khía cạnh góc độ là chữ nào vậy các bạn? Typewriter. G. Yep, a part of feature. D, okay. Okay, D. Đó là học không? Yeah, okay, yeah, cái đó học nhất rồi đó. D ha. Rồi các bạn nếu mà nghe không kịp ha, bị miss cái gì các bạn nói liền để cô nói lại nha. Rồi, next one, breed. 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 Đúng rồi. Breed có nghĩa là không biết. Nhớ các bạn, breed là sinh sản đó, là breed. L ha, sinh sản. Breed là sinh sản. Ok, next one, fuel. Mình đang ở số 2 chứ không phải là số 7 thôi. Ủa? Cô xin lỗi. Mình đang ở số 2. Ok, number 2. Diurnal. Diurnal. Cái breed là L phải không cô? Ủa, đúng rồi, breed là L. Đúng rồi, cô số L. Dạ. I'm sorry. Ok. Next, L. Ok, number 3. Diurnal. Diurnal. Đúng rồi,
Ernal, er, các bạn cong lưỡi mạnh lên cái này, er mạnh đó. Đúng rồi, diurnal. Diurnal. Đúng rồi, diurnal là nói về tính hoạt động vào ban ngày hả các bạn. Hồi nãy chưa mình có dưới nước cho bài này mình có hoạt động ban ngày ban đêm ha. Diurnal là hoạt động về về ban ngày á, nói về động vật á. Rồi ta. Hoạt động vào ban ngày. I. Yes. Yeah, active during the day. I. Okay. Next, endure. Endure. One more time, endure. Endure. Đúng rồi, endure là chịu đựng cái gì đó hả? Chịu đựng. Mình ghép với it's match with B. B. To live under difficult conditions. Chịu đựng. Conditions. Okay, conditions. To live under difficult conditions. Endure. Endure. One more time. Endure. 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 Okay. Next. Evolve. Evolve. One more time. Evolve. Evolve. Các bạn biết evolve là gì không? Evolve. Evolve. Tham gia. No, cái đó là involve. Cái này là evolve. Oh. Evolve. Tiến hóa vậy. Tiến hóa. Yeah. To the develop. Gradually. Team. Okay. Evolve. One more time. Evolve. 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 Okay. Evolve. Evolve. Okay. Next one, number six. Fascinate. Fascinate. One more time. Fascinate. Fascinate. Fascinate là gây hứng thú ha bạn. Y nè. To interest. Greatly, rất là gây hứng thú với mình. E, fascinate, fascinate. One more time, fascinate. Fascinate. Okay, number seven, feet. Feet. Đúng rồi, cái này là âm dài, các bạn dễ miệng ra ha. Không phải là feet, không phải là feet, nó là feet. Okay. Đúng rồi, các bạn ơi dễ miệng ra ha. Feet. Feet. Feet này có nghĩa là kỳ tích. Kỳ tích á, kỳ tích rồi ta, kỳ tích là achievement. Hey, okay, a difficult act or achievement. J. And number eight, fuel. Từ fuel các bạn dịch nó là hay là nó là xăng, cái này nó là nạp năng lượng ha các bạn ha. Đúng, nạp năng lượng á. Alright, năng lượng. Đây G, to provide energy ha, to provide energy. G. Next, hemisphere. Hemisphere. Đúng rồi, one more time. Hemisphere. Hemisphere. Đúng rồi, hemisphere. Hemisphere là gì đấy các bạn ha? Hemisphere. Hemisphere. Hemisphere là one half of the earth. Also one half of the sphere. Các bạn có thể đoán cái này là gì không? One half of the earth. Nghĩa là bán cầu các bạn. Bán cầu. Bán cầu ha. Hemisphere, bán cầu. Hemisphere. Hemisphere. One more time, hemisphere. Hemisphere. Okay, next number 10. Impact. Cái đó là S. Okay. Number 10, imperative. Imperative. One time, imperative. Imperative. Imperative là cái sự ưu tiên, cái sự cấp bách nào đó. Cho nên nó là C, a priority, an urgent need. Okay. Sự ưu tiên, sự cấp bách. C. Imperative. A priority, an urgent need. Imperative nha các bạn. Đó đọc là imperative. Imperative. Nhấn phần 2 nha. One more time. Imperative. 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 Okay. Next one. Number 11. Inhabit. Inhabit.
này có nhiều lộn nha, nãy giờ mình học hai từ ở trên cái bài kia mình có từ inhibits, right? Inhibit. Inhibit. Đúng rồi, xuống đây mình có inhabits, nó khác nhau nha. Inhibit hồi nãy mình học cái nghĩa là, nghĩa là gì các bạn nhớ không? Ngăn cản. Đúng rồi, nó ngăn cái gì đó, hồi nãy mình học từ tree shade, tán lá cây, ngăn cản sự nhiễm của tảo hay inhibit. Còn cái này là inhabit, sinh sống nha bạn. Từ này là sống, nha. Từ hồi nãy là ngăn cản, còn từ này là sinh sống ha. H, yeah, to live in, H, sinh sống, inhabits. Next, number 12, migration, sự di cư, hồi nãy mình dịch migration. Rồi. Yeah, migration. Movement, from one place to another, migration. Migration. Okay, next, number 13, navigation. Navigation. Đúng rồi, one more time. Navigation. Navigation. Các bạn có biết trước từ này không? Navigation là từ gì đó bạn? Navigation có nghĩa là định vị, định hướng. Yeah, đúng rồi, định vị. Các bạn nào xài di động như trên điện thoại di động cũng có ha. Định vị, định vị. Nào đây ta? Định vị đâu rồi? Định vị, finding ways. R. Finding the way from one place to another. R. Okay, number 14. Hồi nãy mình có diurnal là hoạt động ban ngày, mình có từ nocturnal là hoạt động về đêm các bạn ha. Nocturnal. Đúng rồi, number 14 nè. Nocturnal. M, active at night. M. Next, mình có 15, observer. Từ này các bạn quen chưa? Observer, what does it mean? Observer? Yeah, người giám sát, người quan sát. F, a person who watches something. F. Okay, familiar. Number 16, obscure có nghĩa là nó bị che mờ đó các bạn, che mờ. Che khuất, che mờ, mình có to make difficult to see. To make difficult to see, làm che khuất, làm che mờ nó. Obscure, one more time, obscure. Obscure. Okay, number 17, optimal. Optimal. Có nghĩa là best, cái gì nó best ha, tối ưu luôn, best. Mình nói nó best, mình nói nó optimal. Q. Favorable. Yeah, most favorable. Cái gì đó được ưa thích nhất. Most favorable, best. Ở Q. Next, number 18, species. Đúng rồi. Nhắc các bạn từ này các bạn nhìn phiên âm của nó nè. Thường các bạn sẽ hay đọc lộn thành species, âm sờ nhẹ đó. Nhưng thực ra nó là âm sờ mạnh nha. Species. Species. Cái chữ S dài nè, species là sao mạnh đó. Species. Yeah, species là loài ha, loài. Đây, A. Loài đó một cái type, một cái basic group in biological classification. A. Then last one, A là ở trên đây. And stray. Stray là bị lạc các bạn. Khi mà nói mình bị lost á, thì mình sẽ nói stray là lạc á. Stray. Okay, to leave the correct route nè bạn. Rời khỏi con đường đúng là bị lạc đó ha. P, lạc. Rồi, từ cuối cùng, windswept. Đúng rồi, windswept. Là lộng gió, một cái nơi đó nó lộng gió. Nó nằm ở đó.
protected from the wind. And. Oh yeah, and. Okay. Rồi, đọc lại hết tất cả từ này một lần nữa các bạn ha, rồi vô bài luôn. What? Number one. Aspect. 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 One more time. Aspect. Aspect. Number two, breed. Read. Number three, diurnal. Diurnal. One more time. Diurnal. Diurnal. Number four, endure. Endure. What's that? Endure. Endure. Number five, evolve. Evolve. Number six, fascinate. Fascinate. One more time, fascinate. Fascinate. Number seven, feet. 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 One more time, feet. 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 Okay, number eight, fuel. Fuel. Okay, number nine, hemisphere. 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 One more time, hemisphere. Hemisphere. Number 10, imperative. Imperative. One more time, imperative. Imperative. Number 11, inhabit. Inhabit. One more time, inhabit. Inhabit. Number 12, migration. Migration. Number 13, navigation. Navigation. Number 14, nocturnal. Nocturnal. Okay, number 15, observer. Observer. Number 16, obscure. Obscure. Number 17, optimal. Optimal. Okay, number 18, species. Species. Đúng rồi, nhớ sờ mạnh nha bạn, sờ công lỗi, sờ sẻ đó, chim sẻ đó. Species. Species. Okay, number 19, stray. Stray. Okay, number 20, windswept. Windswept. Yes. Okay, rồi, bây giờ vô bài nha. Rồi, bạn nào có ghi chú hay like gì thì cầm viết lên hen. Rồi, mình bài này mình có từ sự di cư của loài chim ha. Rồi mình có từ sự di cư migration, các bạn. Migration. Migration. Rồi sự di cư đó là gì? Sự di cư đó là cái sự di chuyển từ nơi sinh sản sang nơi sinh sống ha. Sinh sản, nơi sinh sản là breeding grounds. Breeding. Okay, one more time. Breeding grounds. Breeding. Okay, nơi sinh sản sang nơi sinh sống là sinh sống. Inhabits. Inhabit. Okay, highlight nó lên. Inhabits. Inhabit. Sinh sống, nơi sinh sản. Sự di cư là sự di chuyển giữa nơi sinh sản và nơi sinh sống. Okay, bạn ghi xuống xong đi rồi. Rồi, chúng ta cho mọi đọc đọc nha. Rồi, sự di cư nè, migration. Migration. Là sự di chuyển giữa nơi sinh sản và nơi sinh sống. Nơi sinh sản là breeding grounds. Breeding grounds. Breeding grounds. Và nơi sinh sống là inhabit. Inhabit. One more time, inhabit. Inhabit. Đúng rồi, và cái điều này nó gây hứng thú đối với những cái người quan sát ha. Hứng thú. Fascinate observer. Fascinating observer, đúng rồi. Bài học tập observer không được nữa. Rồi, nhưng mà có từ fascinate thì tốt hơn. Rồi, ok. Gây hứng thú với người quan sát là bạn ơi. Fascinate observer. Fascinated observer. Fascinated observer. Đúng rồi. Rồi, xong chưa? Rồi, thử hỏng nhìn đọc lại ha. Bạn ơi, sự di cư là gì vậy bạn? Sự di cư là? Migration. Migration. Đúng rồi, là sự di chuyển giữa nơi sinh sản và nơi sinh sống. Nơi sinh sản là? Breeding ground. Đúng rồi, và nơi sinh sống là? Inhabit. Và điều này gây thích thú, gây hứng thú cho người quan sát. Gây hứng thú cho người quan sát là? Fascinated. Fascinated observer. One more time. Fascinated observer. Fascinated observer. Observer. Đúng rồi. Ok. Và cái sự di cư này á, nó là sự cấp bách ha bạn ha. Imperative, sự cấp bách cho loài.
sự cấp bách của loài là sự cấp bách là imperative cho loài là species để mà tiến hóa evolve rồi hai lại ba chữ đó luôn. Dạ cô ơi. Em ơi. Ơi. À, tại vì 10 giờ là hội thánh của em nhóm. Dạ dạ, cô có nghe em nói không ạ? Có. Có. Dạ tại vì 10 giờ là hội thánh của em thờ phượng á cho nên là em xin phép được nghỉ okay. Trước nha cô. Ok, có gì em coi lại ha. Bật video coi lại sau. Ok. Dạ dạ. Okay. Dạ dạ dạ, em cảm ơn cô. Dạ, em chào okay. Cô, em chào mọi okay. Người ạ. Ok, bye bye. Dạ. Dạ, bye bye ạ. Rồi, và tiếp bạn ha, mình có sự di cư là cấp bách cho loài để mà tiến hóa, sự cấp bách là imperative. Imperative. Đúng không sao? Imperative. Imperative. Rồi cho loài species. 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 Rồi tiến hóa evolve. Evolve. Ok, rồi. À, rồi thử không nhìn ha, nguyên cái đoạn 1 là bạn thử không nhìn nó lại ha. Rồi bạn ơi, sự di cư là gì vậy bạn? Sự di cư. Migration. Migration. Đúng rồi. Và sự di chuyển giữa nơi sinh sản và nơi sinh sống. Nơi sinh sản là breeding ground. Đúng rồi, và nơi sinh sống. Sinh sống là Inhabit. Và nó gây hứng thú đối với người quan sát. Gây hứng thú cho người quan sát là Fascinate. Đúng rồi, và sự di cư này là cấp bách cho loài để tiến hóa. Sự cấp bách là gì vậy bạn? Imperative. Đúng rồi, cho loài. Loài là? Species. Species, rồi để tiến hóa. Tiến hóa là? Evolve. Evolve, ok, rồi tiếp tục. Rồi, thường nó sẽ di cư qua cái bán cầu phía bên kia. Bạn có từ bán cầu nè, hemisphere. Nhìn bạn hai, hemisphere. Hemisphere, rồi. Hemisphere. Rồi, các bạn, bán cầu, hemisphere. Hemisphere. Ok, rồi. Rồi có nhiều con chi các bạn, nó thích sống ở những cái nơi lộng gió đó. Rồi mình có từ lộng gió, windswept. Windswept, nhìn đoạn kế tiếp ha. Windswept, sống ở những nơi lộng gió. Nhưng mà sống ở những nơi như vậy thì những con chi nó phải chịu đựng rất là nhiều. Tại vì nó gió rất là nhiều ha. Mình có từ sự chịu đựng nè. Endure. 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 Cái này nó đọc, nó có in đó. Các bạn đọc verb thôi là được rồi. Verb thôi. Endure. Endure. Rồi, gặp lại các bạn ha. Nó di chuyển qua cái phía bán cầu bên kia đó. Bán cầu là hemisphere. Các bạn, hemisphere. Hemisphere. Rồi, có nhiều con chim nó thích sống ở những nơi lộng gió. Lộng gió là windswept. Windswept. Nhưng mà sống như vậy thì nó phải chịu đựng. Chịu đựng là Endure. Rồi, next. Nhìn bạn kế tiếp ha. Rồi, quan sát những con chim á, nó di cư như thế nào á, cũng là một khía cạnh. Ok, khía cạnh là bạn. Aspect. Ok, một khía cạnh. Ok, gây hứng thú với người quan sát ha. Gây hứng thú với người quan sát. Fascinated observer. Ok, fascinated observer. Mình học rồi. Rồi, ok. Ở đây mình có từ feet. Ở đây có một cái mẹo để các bạn nhớ từ phía này rất là dài. Feet nó có nghĩa là khi bạn được một cái thành tựu là rất là lớn. Ví dụ bây giờ bạn đột nhiên đi thi IELTS được 9 chấm đi, thì cái đó gọi là cái feet của bạn đó bạn. Bạn nhớ người này như vậy ha. Tự nhiên mà đi thi IELTS được 9 chấm luôn, thì cái đó là feet của bạn đó. Kỳ tích của bạn đó. Ok, kỳ tích của bạn ha. Ừ, thì ở đây nó là mấy con chim nó có thể di chuyển một cái khoảng xa như vậy á, thì là kỳ tích của tụi nó luôn á. Mình học cái từ kỳ tích. Feet. Feet. Không sai, feet. Feet. Ok, rồi. À, câu hỏi lại nha. Rồi, quan sát những con chim di cư là một cái khía cạnh. Khía cạnh là gì đây bạn? Aspect. Rồi, gây hứng thú với người quan sát ha. À, và những con chim nó di chuyển một quãng đường dài như vậy là kỳ tích của nó. Kỳ tích là gì đây bạn? Feet. Ok, feet. Rồi tiếp tục, mình có những con chim hoạt động về đêm nè, nocturnal.
Nocturnal. Okay. Những con chim sống về đêm á, nó phải có định vị rất là tốt rồi ha. Mình có từ định vị navigation. Navigation. Đúng rồi, đọc cái navigation thôi. No. Xíu học sao đi. Rồi, navigation. Navigation. Đúng rồi, nó phải định vị rất là tốt. Nhưng mà nhiều khi á, nhiều khi những ngôi sao nó bị che khuất bởi những đám mây á bạn. Mình có từ che khuất là obscure. Obscure. Rồi. Obscure. Rồi, khi mà những ngôi sao bị che khuất bởi mây á, thì nó làm cho mấy cái con nó bị lạc các bạn. Lạc là stray ha. Rồi hay là từ stray luôn. Stray. Okay. À, khác với những cái loài động vật hoạt động ban ngày ha, thì nó tự tìm đường, nó sáng rồi thì mình có từ diurnal, rồi học một loạt luôn. Aspect. Diurnal, what's mean? Diurnal, active in the day. Hoạt động ban ngày ha, hoạt động ban ngày. Diurnal. Trái nghĩa với nocturnal, hoạt động về đêm. Yeah. Okay. Rồi, mình có những động vật về đêm ha, hoạt động về đêm là nocturnal. Nocturnal. Đúng rồi, đọc cho nhớ đi các bạn. Nocturnal. Nocturnal. Đúng rồi, chúng phải có định vị rất là tốt ha, định vị navigation. Navigation. One more time, navigation. Navigation. Đúng rồi, định vị rất là tốt, nhưng mà nhiều khi những ngôi sao nó bị che khuất bởi mây á, che khuất là obscure. Obscure. Thì chúng thường bị lạc ha, lạc stray. Rồi khác với những stray. con hoạt động vào ban ngày ha, ban ngày diurnal. Rồi đọc lại nguyên các bạn này bạn ha, mình có từ quan sát những con trời thử không nhìn nè, rồi quan sát những con chim là một cái khía cạnh rất là gây hứng thú, mình thấy là khía cạnh là Aspect. Rồi những con chim di chuyển một cái quãng đường dài như vậy là kỳ tích của nó. Kỳ tích là Feet. Đúng rồi. Rồi những con mà hoạt động về ban ngày á, hoạt động về ban đêm á, có định vị rất là tốt. Hoạt động về đêm là Nocturnal. Định vị rất là tốt. Sự định vị là Navigation. Navigation. Nhưng mà nhiều khi những ngôi sao bị che khuất bởi mây á, che khuất là Obscure. Thì chúng thường bị lạc bạn ha. Lạc là Stray. Đúng rồi. Khác biệt với những con hoạt động ở ban ngày. Hoạt động ở ban ngày là Diurnal. Rồi. Thử từ trên xuống dưới. Không nhìn nha, nguyên một bài nha. Hai chục từ trên xuống dưới nha. Rồi, không nhìn nha bạn. Rồi mình có nè, sự di cư. Sự di cư là gì vậy bạn? Migration. Sự di cư là sự di chuyển giữa nơi sinh sản và nơi sinh sống. Nơi sinh sản là Breeding ground. Đúng rồi, và nơi sinh sống. Sinh sống là Inhabit. Và điều này gây hứng thú cho người quan sát. Gây hứng thú cho người quan sát là Fascinate. Observers. Đúng rồi. Và sự di cư này là cấp bách cho loài để tiến hóa. Sự cấp bách là Imperative. Đúng rồi. Imperative. Là imperative. Imperative. Cho loài. Loài gì vậy? Để tiến hóa. Tiến hóa là Evolve. Đúng rồi. Và nó di chuyển từ bán cầu này qua bán cầu kia đó. Bán cầu là Hemisphere. Ok. Và có những con chim á, nó thích sống ở những cái nơi lộng gió đó bạn. Lộng gió là
Windswept. Okay, good. Windswept. Đúng rồi, và sống ở những nơi này thì nó phải chịu đựng rất là nhiều. Chịu đựng là? Endure. Yeah, that's right. Endure. Okay, rồi và quan sát những con chim này là một cái khía cạnh. Cũng nghe hứng thú ha. Khía cạnh là? Aspect. Nó di chuyển từ nơi này qua nơi kia rất là dài, là một cái kỳ tích của nó. Kỳ tích là? Feet. Đúng rồi, feet. À, những con chim hoạt động về đêm có định vị rất là tốt. Hoạt động về đêm là? Nocturnal navigation. Đúng rồi, định vị là navigation. Lại đi bạn, nocturnal. Nocturnal. Lại đi bạn, nocturnal, hoạt động về đêm. Nocturnal. Nocturnal. Ok, định vị, sự định vị, navigation. Navigation. Rồi, nhưng mà nhiều khi những cái ngôi sao bị che khuất bởi mây á, là Obscure. That's right. Thì chúng sẽ bị lạc ha. Lạc là Straight. Đúng rồi. Và khác với những con chim hoạt động vào ban ngày. Hoạt động ban ngày là Diurnal. Yeah. That's right. Diurnal. Rồi, ok. Tức là các bạn như vậy ha. Các bạn xem qua cái family, gia đình từ của nó ha. Ở trang số 22 đó. Mình nhìn nhanh, rất là nhanh thôi. Rồi, mình có sự tiến hóa. Rồi đó, mình hoạt động là tiến hóa. Evolve. Hay bây giờ mình có sự tiến hóa. Evolution nha. Evolutionary. Okay, next mình có sự hứng thú nè, fascinating. Okay, danh từ động từ tính từ. Rồi mình có danh từ của sự di cư ha, migration. Đúng rồi. Một cái danh từ nữa mà migrant là người, là di cư ha. Rồi. Mình có động từ của nó là migrate. Rồi sau đó tính từ là migratory. Okay. Migratory. Rồi, next. Mình có tiếp là từ sự định vị ha, navigation. Okay, and then navigator. Rồi, navigator là người định vị ha. Verb của nó là navigate. Nên tính từ là navigational. Tiếp. Mình có từ sự quan sát, observation. Rồi, danh từ observer. Verb. Observe and then observant. Okay. Observant. Rồi, thử đi bạn ha. Rồi, làm cái bài tập này thử nha. Rồi, birds are, những con chim thì nó là sao đối với nhiều người bạn ha? To many people, birds are Fascinating. Yeah, fascinating. Because it got to be R, ha. Cho nên mình có tính từ fascinating. Nó rất là fascinating to many people. Okay, number two, the must observer. Keep still. Observer. Yeah, that's right, the observer. Những người quan sát cần phải giữ yên lặng, phải giữ tĩnh như vậy đó. Right, if you live in a part of the world where blah, 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 birds spend their breeding season. Migrate. Blah, 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 birds. So we need adjective. Migratory. Hồi nãy bạn học breeding grounds là nơi sinh sản ở bạn. Vậy thì mình có từ breeding season là gì vậy bạn? Mùa sinh sản. Yeah, that's right. Mùa sinh sản ha. Huh? Okay, next. Over the ages, different species. Okay, so over the ages, different species of bird have blah 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 with different types of nest building skill evolved. Yeah, that's right. Is it a verb? Huh? Evolved. Okay.
Five, birds, blah, 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 to their winter feeding grounds. Birds. Navigation. Navigate. Ở đây bị thiếu gì rồi bạn? Ở đây bị thiếu gì rồi? Ừ. À, đúng yeah, không? Động từ. Yeah, thiếu verb. Cho nên mình có navigate. Ha. Rồi, ok. Những bài tập còn lại các bạn có thể làm và tham khảo ha. Bạn có thể tập khi mà bạn học từ như vậy rồi á, những cái bài dạy thế này nè, bạn tập đọc và hiểu nghĩa được hết luôn rồi đó. Cho nên các bạn có thể luyện tập để được ha. Rồi, để kết buổi ngày hôm nay mình đọc lại hai bài luôn, rồi sau mình dừng bạn ha, đọc lại hai bài luôn. Bây giờ không nhìn là đọc bài trên, cả bài trên bài dưới. Yeah. Ok. Rồi, bài hồi nãy rồi bạn ha. Rồi bạn ơi, câu hỏi mình trả lời hen. Ngành công nghiệp khai thác gỗ là gì vậy bạn? Logging industry. Đúng rồi, logging sản xuất ra industry. Đúng rồi, và sản xuất ra hàng loạt hàng hóa. Hàng loạt hàng hóa. Array of products. Array of products. Đúng rồi, đọc cho nhớ ha. Array of products. À, và nó dẫn đến môi trường biến mất. Môi trường biến mất là gì vậy bạn? Habitat loss. Habitat loss. Yeah, habitat loss. À, và cái việc mở rộng khai thác gỗ đó, mở rộng là extend. Đúng rồi, nó làm gây lên cái việc đốn hạ cây ha. Đốn hạ cây là felling là nó làm mất chất dinh dưỡng ha. Chất dinh dưỡng là gì vậy bạn? Nutrient. Đúng rồi, là nó làm cho môi trường trên cạn dưới nước biến mất. Trên cạn là material. Terrestrial. Đúng rồi, có các bạn đọc đúng rồi đó. Các bạn đọc đúng rồi đó. Đúng rồi, terrestrial. One more time, terrestrial. 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 Rồi, trên cạn dưới nước là aquatic. Aquatic. Đúng rồi, biến mất là vanish. Vanish. Yeah, that's right. Rồi, rừng mưa nhiệt đới là môi trường của vô số các loài sinh vật. Vô số là gì bạn ơi? Myriad. Okay. Rồi những cái tán lá cây á, nó chặn đứng những cái cơn mưa lớn. Tán lá là gì các bạn? Tán lá. Canopy. Đúng rồi, canopy chặn đứng. Chặn đứng là intercept. Đúng rồi đó, đúng rồi đó. Intercept. Ok, và nó giúp ổn định lại cái rễ. Ổn định là Stabilize. Đúng rồi, và chống xói mòn. Sự xói mòn là Erosion. Yeah, erosion. Rồi, bạn ơi, dọc bờ sông, bờ suối nó có gì vậy bạn? Vegetation. Yeah, that's right, vegetation. Rồi cái bóng cây á, nó ngăn cản sự phát triển của tảo ha. Ngăn cản là gì vậy bạn? Inhibit. Yeah, inhibit. Tiếp, rồi, cái cây á, nó cung cấp sự bảo vệ tự nhiên. Sự bảo vệ tự nhiên là Natural defense. Rồi, ok. Chống lại ô nhiễm không khí. Sự ô nhiễm không khí là gì vậy bạn? Air pollution. Đúng rồi, air pollution. Rồi, sự tàn phá rừng nó gây ảnh hưởng rất là lớn. Sự tàn phá rừng là Deforestation. Deforestation impact. Ảnh hưởng là Impact. Ok, impact. Rồi, bài kia nha. Bạn ơi, sự di cư và bài sự di cư là gì vậy bạn? Sự di cư? Migration. Rồi, là sự di chuyển giữa nơi sinh sản và nơi sinh sống. Nơi sinh sản là breeding ground. Rồi, nơi sinh sống là Habitat. Habitat là môi trường sống, còn sinh sống động từ á là gì? Inhabit. Okay, inhabit. Okay, it's okay. Bạn nhớ ra từ là được rồi. Bạn nhớ ra từ habitat còn tốt luôn rồi đó. Rồi tiếp, nó gây nên hứng thú cho người quan sát. Gây nên hứng thú người quan sát là Fascinated observers. Đúng rồi. Và sự di cư này là cái sự cấp bách cho loài để tiến hóa. Sự cấp bách là gì vậy bạn? Imperial. Đúng rồi đó, nhưng mà đọc lại. Imperative. Đúng rồi, sự cấp bách là imperative. Từ này nó không có quen thuộc lắm, cho nên là ráng học lại. Sự cấp bách imperative. Đúng rồi, cho loài để tiến hóa. Loài là species. Đúng rồi, tiến hóa là evolve. Đúng rồi, evolve. Rồi, evolve. Nó cũng thiếu từ optimal rồi. Rồi, nó di chuyển từ bán cầu này qua bán cầu kia ha. Là
Hemisphere. Ok, rồi. Và nó thích sống ở những, có những con gì thích sống ở những nơi lộng gió đó bạn. Lộng gió là windswept. Ok, và sống ở những nơi như vậy thì chúng nó phải chịu đựng rất là nhiều ha. Chịu đựng là endure. Ok, rồi. Quan sát những di cư cũng là một cái khía cạnh mới ha. Khía cạnh là gì vậy bạn? Aspect. Rồi, di chuyển từ nơi này nơi kia rất là dài, đó là kỳ tích của mấy con chim ha. Kỳ tích là feet. Rồi, những con chim hoạt động về đêm có định vị rất là tốt, hoạt động về đêm là nocturnal navigation. Đúng rồi, định vị rất là tốt, định vị là navigation. Nhưng mà nhiều khi mấy cái đám mây nó che khuất sao á bạn. Che khuất là gì ha? Obscure. Đúng rồi, obscure thì chúng nó sẽ bị lạc. Lạc là gì vậy bạn? Stray. Ok, và khác với những hoạt động ban ngày. Hoạt động ban ngày là Diurnal. Nhớ yeah. Ok. Các bạn ơi, hồi nãy cô highlight thiếu từ từ này rồi, các bạn highlight lại cho cô cái từ optimal á, còn cái từ nữa. Optimal. Highlight cái bài con chim di cư các bạn. Cái bài thứ hai á. Dạ. Hồi highlight cô từ optimal là cô highlight thiếu rồi. Dạ. Cái hai. Đây. 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 Rồi. Optimal condition. No, I don't see it. Ah, nè, đây. Here, optimal. Yeah. Okay, thì để nhớ cái này các bạn nhớ ha. Khi mà di cư á, thì mình di cư từ một nơi bình thường sang một nơi tệ hơn hay một nơi tốt hơn vậy bạn. Thường mình... Tốt hơn. Yeah, tốt hơn đúng không? Cái nơi tốt hơn, cái nơi tối ưu hơn thì mình có optimal bạn ha. Đây, optimal. Optimal. Đúng rồi, di cư từ một nơi bình thường sang một nơi tốt hơn chứ không phải một nơi tệ hơn ha. Tốt hơn, tối ưu hơn, optimal. Ok, rồi hỏi lại ha. Bạn ơi, mình di cư từ một nơi bình thường sang một nơi tốt hơn, tối ưu hơn. Tối ưu là gì vậy bạn? Optimal. Ok, rồi. Thì mỗi buổi mình sẽ học 40 từ này bạn ha. 40 từ. Rồi, để sao giàu lại. Rồi, bữa sau vì không có các bạn giới thiệu khúc đầu thì cô sẽ ráng làm lẹ để cho chúng bạn không bị miss ha. Rồi, thì các bạn có bài tập nhớ ôn lại và nhớ thêm một cái story như vậy, nó sẽ nhớ hơn chứ đừng có đâu nhớ từ đơn nha các bạn. Nhớ từ đơn không nhớ nổi đâu. Nhớ hôm nay hôm sau lại quên. Cho nên cứ nhắm story như vậy, đọc lên như vậy là nhớ. Yeah. So any question you want to ask me? Cô ơi. Ơi. Cái chỗ mà pronunciation nó có cái chỗ mà phiên âm mình em thấy cô sách của cô khó mà sách của em cũng khó. Cái đó cô tự thêm á. Oh. All right. Okay. Yeah. Nếu bạn muốn á, cô sẽ capture màn hình lại và cô gửi cái hình lên cái group của mình. Yes. Yeah. Yeah. Yeah, nếu, that's good. Okay, nếu bạn nào không muốn, bạn muốn tự thêm luôn để cho bạn nhớ nhiều, các bạn có thể tra phiên âm quốc tế ở trên từ điển Oxford. Bạn biết từ điển Oxford đúng không? Từ điển Oxford. Yeah, thì bạn bổ sung vào. Có thể nhớ. Còn bạn nào muốn cô capture màn hình lại, bỏ lên cũng được luôn nữa. Để xíu cô capture lại cô bỏ lên. Câu hỏi là đối với em với mình á thì rất là khó để biết cái nào thì mình sẽ điền vô cái động từ, biến từ, trả từ và danh từ, mà tức là không biết phân biệt. Ok, rồi bây giờ mình nhìn lại thử cái bài hồi nãy nha. Nhìn lại hồi bài hồi nãy với cô. Rồi ví dụ bạn lọt sang trang rồi, bạn thấy cái trang số 15. Hồi nãy mình làm cái bài work form, right? Rồi. Rồi. Ok.
thì á thường các bạn nhớ như vậy, thường các bạn thấy chủ từ thì phải có động từ, theo sau nó phải có động từ, nếu thấy chủ từ bạn sao có chỗ trống á thì nó phải đi với động từ liền. Ok. Để cô ghi xuống. Typewriter. Rồi, thường mình sẽ có S ha, plus verb. Ok. Rồi sau đó có verb thì các bạn sẽ cộng một cái noun chẳng hạn như vậy. Noun. Nếu mà thấy cái câu đó thiếu cái gì nữa thì thường nó sẽ cộng với một cái adverb. Hả? Rồi. Tuy nhiên, khi bạn thấy một cái noun rồi, khi mà thấy đầy đủ ha, một cái S rồi, có verb luôn rồi, nhưng mà cái nó một cái khoảng trống là ở trước cái noun thì thường nó sẽ cộng với adjective, tính từ. Phần tính từ nó sẽ đi với lại noun. Ví dụ nè bạn, bạn nhìn cái câu đầu nè. Modern industry has caused damage to our natural. Là bạn nhìn ha. Modern industry. Rồi. Modern industry là một cái S. Đây, chủ từ ha. Rồi, sau đó là động từ nè bạn. Has caused. Động từ đã gây ra damage, sự nguy hiểm cho cái gì đó, cho our natural. Cho cái gì đó, cho một cái gì đó. Natural. Thì natural đó là loại gì vậy bạn? Natural là loại từ. Tính từ. Tính từ. Một cái gì đó mà mới có tính từ đâu có được đâu, một cái gì đó mà. Thì thường bạn thấy nè, thường tính từ nè, nó sẽ cộng với một cái danh. Tính từ. Yeah. Thì nó là như vậy đó. Cho nên khi các bạn nhìn từ á, mình chịu khó. Sau này các bạn chịu khó, mình nhìn từ mới, các bạn có thể tra từ Oxford để coi loại từ, để coi nó là loại từ gì. Mình tập quen riết mình nhìn, mình sẽ biết cái đó là loại từ gì. Cho nên cái đó các bạn phải kiểu siêng năng tra từ, tra từ điển để coi cái đó là thuộc loại từ gì. Các bạn ha. Rồi, mình có điện thoại á, mình tải về mấy cái phần mềm từ điển á, mình học từ, mình cầm, mình có thể tra mỗi lúc mọi nơi luôn. Thì yeah, cái đó sẽ nâng lên mình hiểu về về word family nhiều hơn. Nào, ví dụ đây các bạn, thường mà với lại giới từ á, thường nó sẽ đi với những cái loại động giới từ, nó sẽ đi một cái danh từ. Ví dụ dịch ra đi, air and water are filled with, được lấp đầy bởi cái gì đó, thì nó sẽ là danh từ, kiếm danh từ điền vào. Rồi đây cũng vậy, which has caused đã gây ra cái gì đó, nhưng mà ở đây nó có danh từ rồi, thì trước danh từ nó sẽ là tính từ. Hả? Vậy đó, tính từ. Này ha, ở đây, đây câu này cũng vậy. The environmental loses. Ở đây có chủ từ rồi nè. Rồi sau đó là động từ. Thì mình gì nữa? Thiếu một cái danh từ để vô. Rồi hay. Rồi. Start to. Bắt đầu sự gì đó. Động từ. Hay. Cứ làm riết sẽ quen ha bạn ha. Cứ làm riết sẽ quen. Cho nên những bài tập này á, cái cuốn sách này nè, các bạn học những coi đoạn văn không, nó có rất là nhiều bài tập các bạn làm, coi sơ và làm qua. Ok. Rồi, còn câu hỏi nữa gì không các bạn? Any questions? Ok. Cô dạy. Cô dạy dễ hiểu, phương pháp hay lắm cô. Cô cho hỏi cái này là phương pháp này là do kinh nghiệm của cô học hay là cô được thầy cô nào đó dạy lại bằng phương pháp này vậy cô? Dạ, hồi đó em có học qua xong rồi dạy ở trung tâm, thì trung tâm dạy cũng áp dụng phương pháp này. Dạ, phương pháp này rất là hay. Với lại mình cũng từng học qua phương pháp này rồi, mình cũng từng thi, mình thấy rất là hiệu quả luôn. Cho nên mình cũng dạy, mình cũng khuyến khích các bạn học phương pháp này lắm. Dạ, 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 cảm ơn cô. Không có gì. Tại mình thấy thường mình làm reading á, cái não của mình á, mình làm mình nghĩ trong đầu không, mà mình hay dịch theo tiếng Việt lắm, mình cứ nghĩ cho nó lẹ thôi à, rất là nhanh luôn. Cho nên nếu mà nghĩ theo tiếng Anh á thì phải làm một thời gian dài lắm kìa, mình mới nạp vô nhiều, mình mới quen được. Chứ thường mình mới bắt đầu á, mình nghĩ bằng tiếng Việt không, mà lúc làm bài thi nghĩ bằng tiếng Việt nó cũng lẹ hơn đi bằng tiếng Anh nữa, mà đọc lướt không à.
Nên như vậy đó. Nên mình thấy nếu mà nhớ được nghĩa bằng tiếng Việt, tiếng Anh nhìn như thế này luôn thì làm reading rất là lẹ. Cảm ơn cô Nhi. Không có gì. Thank you so much. Hey, you're welcome. Rồi mỗi buổi mình sẽ học 40 từ như vậy hai bạn ha. Xong hết 10 unit mình sẽ đi vô làm đề liền luôn. Ok. Và các bạn khi mà học xong từ vựng của tất cả 10 unit rồi á, rất là nhiều từ vựng được nạp. Và sau đó mình làm bài reading, mình sẽ không cảm thấy bị lost trong cái bài đó nữa. Tại vì có rất là nhiều từ các bạn có thể hiểu rồi. Và những từ các bạn học có thường là keyword. Thật ra một cái bài reading á, các bạn không phải hiểu tất cả từ trên xuống dưới. Tại vì nó có rất là nhiều từ các bạn không cần hiểu nghĩa, tại nó nằm ở những cái vế không quan trọng á. Nhưng có những từ, nhưng mà một đoạn á, các bạn có thể hiểu những cái câu khi á, thì những cái từ này nó rất là cần thiết cho những câu đó, các bạn phải nạp vô mới có đủ, nó có đủ cái vốn từ vựng để các bạn làm, không là mình sẽ không có đủ. Cho nên ráng học từ vựng ban đầu thì mình sẽ đỡ hơn trong cái phần luyện đề về sau. Ok. Alright, so buổi nay ha. Okay. Thank you. Goodbye. Bye. Have a good day. See you next week. Have a good. See you next week. Thank you. Okay. See ya. How to end? Stop here. End.